Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Đại tướng Ngô Xuân Lịch sinh năm 1954 là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm đại tướng và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Ông sinh ngày 20 tháng 4 năm 1954 tại phố Lương Xá, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Cả gia đình chở có ông theo con đường binh nghiệp. Bố ông làm công tác chính quyền tại xã Duy Tiên. Các cụ nhà ông 5 lần sinh nở nhưng chỉ có anh trai thứ hai Ngô Văn Vĩnh và ông thứ tư Ngô Xuân Lịch là nuôi được. Còn anh cả, anh ba và em út đều mất sớm. Nhà chỉ có hai anh em nên luôn yêu quý và nhường nhịn nhau. Tốt nghiệp cử nhân khoa học xã hội và nhân văn, cử nhân xây dựng đảng, cao cấp lý luận chính trị. Ông nhập ngũ vào giai đoạn cuối chiến tranh Việt Nam và được biên chế vào Sư đoàn 341, Quân đội Nhân dân Việt Nam, còn gọi là Đoàn Sông Lam, Quân khu 4, mới thành lập trước đó không lâu tại Nghệ An. Sau đó, ông cùng đơn vị tham chiến trong chiến dịch Hồ Chí Minh, sau đó là chiến tranh biên giới Tây Nam, đi lên từ chiến sĩ lên chức vụ chính trị, viên tiểu đoàn. Tháng 1 năm 1972 đến tháng 7 năm 1973, ông là chiến sĩ tiểu đội phó tiểu đoàn 14 sư đoàn 320, sư đoàn 308. Ông tiếp tục giữ các chức vụ tiểu đội trưởng tiểu đoàn 14, trung đoàn 55, sư đoàn 341, quân khu 4, trung đội trưởng, chính trị viên phó, chính trị viên đại đội, đảng ủy viên đảng ủy tiểu đoàn 14, trung đoàn 55, sư đoàn 341, quân khu 4, trợ lý tổ chức phòng chính trị sư đoàn 341, quân khu 4. Từ năm 1981 đến tháng 8 năm 1982, ông là thượng úy, học viên trung cấp trường quân chính, quân khu 4, học viên trường văn hóa quân đội. Từ năm 1982 đến năm 1985, ông là học viên Học viện Chính trị Quân sự. Tháng 8 năm 1985 đến tháng 7 năm 1987, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 667, Trung đoàn 779, Sư đoàn 346, Quân đoàn 26, Quân khu 1, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Tháng 8 năm 1987 đến tháng 1 năm 1988, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung đoàn, Phó Chính ủy Trung đoàn 462, Sư đoàn 392, Quân khu 1. Sau đó, ông tiếp tục giữ các chức vụ trợ lý Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị, Học viên Học viện Quốc phòng Việt Nam, Phó phòng, Trưởng phòng Công tác Chính trị, rồi Cục Phó, Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị, Học viên Hoàn thiện cử nhân tại Học viện Chính trị Quân sự năm 1995 đến năm 1996. Tháng 11 năm 2000 đến tháng 4 năm 2003, ông giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách Tổng cục Chính trị. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 11 năm 2004, ông giữ chức Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3. Tháng 12 năm 2004 đến tháng 3 năm 2006, ông là Bí thư Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 12 năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân hàm Trung tướng. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Ban Bí thư. Tháng 3 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 12 năm 2011, ông được phong quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Tháng 10 năm 2015, ông được phong quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch được bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Ngô Xuân Lịch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.